chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Lâu lắm rồi mình mới làm clip bán xe cho anh em. Bởi vì xe về là anh em cọc, anh em lấy hết rồi. Ở đây cũng có mấy chiếc xe là đã cọc rồi đó. Và mình lưu ý với anh em là anh em thông cảm cho mình ha. Tại vì mình làm có một mình cũng có hai đứa em phụ thôi. Cho nên nhiều khi anh em gọi hay anh em nhắn tin mình không có trả lời kịp, nó trôi tin nhắn. Hy vọng anh em coi clip này anh em thông cảm dùng cho shop. Và shop cố gắng đem đến cho anh em những con xe đẹp và chế độ bảo trì bảo dưỡng rất là tuyệt vời với anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi từ đầu ra trước ha. Còn cái xe mình đang ngồi đây là em Rebel 300. Bây giờ mình sẽ đi từ đầu ra trước. Bi chuẩn bị 1m6 ngồi xe cho anh em nha. Rồi đi ở đây. Hồi nãy em chịu đi lui á. Đi lui nó sẽ đẹp hơn chứ. Rồi cứ quay đi. Hiểu không? Đi lui lại sẽ đẹp hơn. Đó, còn mình đang dọn lại, chuẩn bị mình làm cái khu vực. Chỗ này là để bảo trì bảo dưỡng rửa xe cho anh em. Đó, mình đang dọn lại, đang set up lại nha. Đó, mình đang làm lại cho đẹp. Mình đang nhờ thợ làm lại cho đẹp. Rồi, bây giờ nói về cái gì đây? Thì ở đây anh em thấy không? Mà mình có một chiếc GBS Demon. Cái em này là 200 phân khối, rất là ngầu. Và điểm đặc biệt là em này á mới chuẩn bị rô đai xong 900 cây. Có smart key, nè đây smart key nè. Smart key đề nổ nè. Đó, thấy không? Hay không? Coi bấm cái nữa là máy nổ nè. Hay không? Bật cái này lên rồi bấm tự nổ rồi nha. Quá tuyệt vời. Nè, bây giờ mình tắt đi. Nè, bây giờ hình như cái này là đề nổ từ xa luôn á. Bây giờ em quay ra kia. Đó, anh đứng đây. Đồ tắt. Rồi xuất sắc không? Em này 200 phân khối mà giá chỉ bằng một chiếc R15 thôi anh em. Bên mình đang bán chỉ có 5 mấy triệu, 5 ít nhỏ xíu luôn. Nè, anh em coi nha. Lại nè. Đây chìa khóa mình đây nè. Lại nè. Đó. Quá dữ. Ê, cái này mà hôm bữa mình đi đại hội á, mô tô á, mà mình chế được cái nút này ha. Cái nút này đúng không? Cái nút này chứ không là một. Xong rồi á, nút nẹt bô luôn. Là đựng gấp khỏi cần ra ngoài nẹt luôn, quá xuất sắc. Rồi giờ anh tắt. Quá hay. Đó, thì xe này rất là mới, 900 cây, để mở lại cho anh em coi. Bấm chạy ra đồng hồ rất là đẹp. 900 km nha anh em, 970 km. Đó. À, con này chỉ xước do vận chuyển xe anh em. Chứ ngoài ra thì xe rất là đẹp. Em quay có thể quay từ đầu đến cuối. Bi mét 6 bi ngồi thử cái em này cho anh em coi cái bi. Ngồi ra là rất là đẹp, em có thể quay từ từ cho anh em coi thì nó rất là đẹp. Còn nó chỉ chạy xước do vận chuyển xe anh em, vận chuyển từ bên Thái Lan về. 1.6 nhón hả? Đó, 1.6 là nhón một xíu nha anh em. 1.6 là nhón một xíu. Chạy thoải mái lắm, con này chạy cực kỳ thoải mái. Nó 200 phân khối nha anh em là phải học bằng A2. Hoặc không có bằng cũng được, xe này xe zin mà, ai đâu mà. Ở đây có anh ta có lên kính chắn gió, cái chắn gió V4. Đẹp không? Em quay xa xa ra ngồi dán mét 6 đẹp không? Đó, mình quay chỉ chi tiết từng con xe. Con xe này rất mới ha. 900 cây thì còn gì để bàn nữa. Mấy xe này mới mình mới mua anh em à. Đó, rất là đẹp, rất là ngầu. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ quay em này biển số Sài Gòn nha anh em nha. Biển số Sài Gòn, rồi. Tiếp theo là em này thì đã khách cọc rồi, CB650 khách cọc sẵn rồi ha. Cho nên không có đăng được cho anh em, cọc trước rồi đó. Rồi tiếp theo là hai nhân vật đặc biệt đó là hai em Ninja 4. Bi có thể ngồi luôn cho anh em tham khảo trước đi. Rồi mình quay tiếp. Đó. Bi sẽ ngồi cho anh em xem. Bi bữa nay cũng 1m62, 63 rồi nha anh em. 60 rồi. Mới đo. Rồi. Thoải mái, Ninja 4 thì đối với mét 60, 62 gì đó đều thoải mái nha anh em. Mét 58 chạy vẫn được. Rồi em có thể quay vào đây thấy không? Rất là thoải mái, chạy rất là tuyệt vời. Rồi đây ha, đây là hai em Ninja 400 đều cuối 2018, có thể là tháng 12 đó anh em. Thì một em á là Zin có bô độ. Em này em có thể quay vào đây để cho anh em thấy cái bô độ. Em này còn bô Zin đúng không? Em bữa là còn bô Zin luôn, bô độ bô Zin. Đó, em này là
106 triệu. Em này đẹp lắm nha anh em nha, em này rất đẹp đẹp đó. Rồi thì em này anh em coi qua xe, coi xe trực tiếp rất là đẹp ha, Ninja 400. Rồi còn em này là full đồ. Full đồ là cái gì anh em nhìn đi, để mình ngồi xuống đây cho anh em dễ thấy. Phục thường, em quay qua cái phục thường đây, phục thường, phục sida, mình nói dở thôi, phục upside down, phục ngược đó. Này anh em bên mình gọi phục sida ha, đó phục sida, bánh lớn, hai đĩa, thấy hai đĩa chưa, hai con heo, em thấy nó làm sao, cameraman, nó ngầu đúng không, nó lên như mấy con ngàn luôn, hai đĩa này thắng rất là ăn nha anh em, rất là mắc tiền, ABS thì đương nhiên là con này phải có rồi, rồi ha, những cái đó là mình không nói, đầu đầu này đầu 650, ZX 650. Rồi tiếp theo là cái phần anh em nào muốn mà đi Ninja 400 nhưng mà hạ ghi đông đây có sẵn luôn, ghi đông CNC rất là đẹp, quên cái bàn thờ CNC rồi đó, rất là đẹp ha anh em. Còn ghi đông này thì ghi đông bình thường nha anh em đó. Rồi đây cái nắp chụp rất là đẹp, mọi thứ nè, đây nắp chụp nè, anh nói cái gì để em quay cái đó cho anh đó. Rồi bô độ đó, cái bô độ thấy chưa, chống đổ, mọi thứ đều có hết. Rồi thì bây giờ còn nhận chờ nữa cho anh em nghe tiếng bô. Em này là bô AK. Còn em này cũng bô Yoshi. Rồi cho anh em nghe tiếng Yoshi luôn. Đó. Đó là tiếng bô hai em. Thì em full đồ này là 110 triệu nha anh em. Anh em nào thích thì cứ inbox cho mình 101. Con này 101, con này 100. Rồi bây giờ qua đây Bi ơi, tiếp tục nhờ Bi sẽ vào con một em Rebel 300 mình mới mua từ anh khách luôn. Thì 300 này khá là đẹp ha, nhìn rất là đã. Anh khách nói hy vọng sẽ tìm được chủ mới. Rebel này có chống đổ rồi sẵn hết luôn nha anh em. Này ngồi quá thoải mái đúng không Bi? Rebel 300 một cái cửa kiểu dáng gọi là fly, một chút lát xịt, một chút bupper. Đó nhìn nó rất thoải mái, ngồi rất là ngầu ha anh em ha. Rất là đấy. Thì em này thì hai chìa khóa đầy đủ luôn nha anh em nha. Em này thì hiện tại là đang chạy 11.000 cây thôi. 11.000 cây, em này là 2020 nha anh em. 2020. Xe này xe nhập Thái nha anh em. Mẫu này rất là đẹp ha, mẫu Rebel 300 này đi rất là ngầu và ấy. Anh em nào thích thì cứ inbox cho mình. Này còn hai cặp kính luôn, nhìn rất là đã ha. Lên chống đổ đồ này nọ. Cho anh em nghe tiếng máy cái bi. Chìa khóa nằm bên hông đó, chìa khóa nằm bên hông này anh em ha. Lực lắm đó nha anh em, một máy 300 rất là uy lực. Đó. Ok. Rồi cái em CBR này là CBR đời mới nhưng mà khách cũng đã cọc rồi. Em trai đó dễ thương lắm, qua cọc rồi, anh muốn quay clip thì quay đi. Còn để em cọc là cọc, đó em trai rất dễ thương. Đa số khách cọc, cái này là khách cọc rồi nha anh em nha. Khách cọc trước rồi. Cái này máy 6 ngồi cũng ok nè, Bi ngồi luôn cho anh em. Ừ vừa luôn á, cái này là máy 6 là hả, vừa đủ luôn, vừa phê luôn. Đó, ok luôn, mang đôi giày vô nữa là quá phê luôn, con dê luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi cảm ơn Kubi Du rất là nhiều. Rồi xong, hết xe. Còn em này nữa bán cho anh em chơi nè. Bữa giờ mấy anh em quay mà mấy anh em hỏi không à, chưa có ai tới lấy. Em này là GBX Demon Mini. Cái mẫu xe này á là con này chưa rodai luôn, con này em này rất là mới luôn. Đó. Vô xi nhan rồi nè. Em này về tập chạy rất là ok ha, chỉ có ba mấy triệu thôi, rất là rẻ. Mail nào qua để cho anh em 32 triệu chơi luôn á. Rất là rẻ, chưa xe chưa rodai, xe như mới nha anh em. Xi nhan nè, đẹp lắm. Xe có cổng sạc trên đây luôn đó.
Rồi. Anh bấm lộn nó nổ máy. bấm lộn xe tự nổ máy luôn à. Rồi đút chìa khóa vô ở đây. Hơi khó thồn luôn. Má ơi, cái xe này lên giống con Z1000 mình xưa á. Con này đó. Rồi thì anh em nào muốn mua thì cứ inbox cho mình ha. Mình nghĩ là em GBX này, demo này sẽ bay rất là nhanh, bởi vì cái em này hả rất là đẹp và xe cực kỳ mới đó, đẹp và mới, với lại 200 phân khối mà giá chỉ bằng một em R15 cũ rồi thì rất là ok. Mà xe này xe mới nha, có smart key đồ tùm lum la đủ thứ hết, mọi thứ rất là tuyệt vời. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Anh em thấy hay thì nhớ đặt bấm like và subscribe cho kênh của mình. Và sắp tới á, mình sẽ cố gắng làm một cái nhiều clip, một số clip từ thiện á, mình sẽ trích một số tiền bán xe mình làm một số clip từ thiện cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em nhiều đã ủng hộ mình nha. Rồi anh em nào muốn số điện thoại thì cứ đây, đây số điện thoại nè. Đó. Rồi em ra trước em quay địa chỉ cửa hàng luôn. Rồi là xong rồi đó, hết clip rồi cho anh em rồi đó. Phía trước ở bên này đó, bên mình có vận chuyển cứu hộ luôn nha. Đó, Minh Biker chuyên mô tô, đẹp không? Địa chỉ nè. Làm bao nhiêu lâu mà không biết địa chỉ mà quay mà còn ngáo ngáo, trời ơi chết luôn rồi đó. Rồi ok anh em ha, đó vận chuyển cứu hộ bên mình có luôn, lên màu tím cực đẹp. Rồi sao lưu chào mọi người, cái đó chào mọi người, quen chào mọi người, đúng rồi chào mọi người, chào. Rồi này là Phú Quốc anh em, này là Phú Quốc thùng mình nuôi để mình lấy giống anh em. Sau này anh em nào mà muốn đăng ký mua chó thì cứ inbox mình. Đây là thùng luôn, mình đang phối giống, cho nó ra với lại con bạc rê. Bạc rê này đang nuôi nó. Bạc rê này nó cũng lai với lại cái con chó nghiệp vụ anh em. Đó anh em nhìn nè, quay nó. Mình đang phối ra một cái giống đó, con này con cái. À, còn con này con đực thùng, mình đang phối ra một cái giống đẹp á. Mình đang kiếm một cái giống cực kỳ đẹp. Rồi ok anh em ha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ nha. Nhớ xem xe và nhớ alo cho mình để giữ xe nha.